bây giờ xem demo đúng không? Mọi người vote là xem demo chứ không bắn với viewer đúng không? Xem demo đúng không? Được. Được, bây anh thấy rồi, bây nhá. Anh lấy của bạn Đặng Trung ở đây. Bạn này chơi 90 tiếng 2 tuần, được chưa? Yeah, anh đang check cái profile của bạn này thì bạn này chơi 90 tiếng 2 tuần và chơi được 2000 giờ, 2081 tiếng và bạn đi rank AK. Đấy. Ôi, mẹ à, ui, mua P250 khai flash này, ui, trượt đấy. Mẹ, tôi tưởng anh này là phải năm ông mua giáp, đỉnh ấy. Bạn ấy di tâm hơi bị cứng rồi. Đây nhá, anh chỉ mới xem có một tí thôi, anh còn chưa xem em bắn. Nghe em kiểu, anh cảm giác như em kiểu như của Leopard ấy, tay em bị to quá. Em di chuột nó không được dẻo ấy, em di cứng vãi luôn. Cái này một, em di từ một góc sang một góc thì mạnh tay mà nó kiểu bị cứng ấy. Đây xem mà, xem lại nào. Đặt tâm là hơi luyên thuyên này. Đặt tâm hơi thấp này. Bắn P2. Anh xin lỗi. Nhưng mà nói chung là P50 thì không nên spam như vậy. Em nên AD nhiều hơn. Nếu em thích bắn cái này em nên mua tech 9. Đấy, ví dụ này, quả này này, cái quả smoke này. Cái quả smoke này nhá. Nếu mà em ở dưới pit, cái quả smoke này nếu mà em ném nhá thì em nên ném luôn từ đầu. Nghĩa là lúc em rơi xuống ở cái góc headshot kia kìa, em check cái pit clear mà em vẫn đứng góc headshot em ném thì ok. Nên đây em đá hẳn ra đây em ném chỉ có chết thôi, em nói thật ở rank cao thì chỉ có chết thôi. Em tập ném cái quả mà trong cùng bên phải có một quả để ném nhìn cái đèn ấy, nó sẽ tự bay ra đấy. Còn nếu mà ví dụ anh chỉ ví dụ nhá, một cái quả smoke đấy em cố ném ra, nó không bao giờ lãi em được bằng là thằng bọn kia giết một mạng. Bọn kia giết một mạng nó lãi hơn nhiều so với quả smoke. Bây giờ thành 3v2 nó bằng quả smoke vẫn là lợi mà. Thế nên thà là em đéo ném còn hơn. Anh nói thật, nếu mà mọi người, anh ví dụ nhá, mọi người ở rank thấp đúng không, mọi người kiểu mẹ mình đéo biết ném cái quả smoke mà thằng bro, thằng Divine lém đúng không, mình không biết, thì tốt nhất là mình đừng ném. Thế thôi, mình cứ bắn nhau thôi, chả phải ném mà. Thì đồng đội bảo mình là mẹ sao mày không ném smoke đi, và là bố mày đéo biết ném đúng không, thì chúng nó sẽ đéo làm gì được mình cả. Còn hơn là mọi người ở ra ném quả smoke xong rồi tự dưng chết trong chúng nó chửi mẹ à mày, này anh ném smoke chết ngu như con chó kiểu đúng không? Đấy, nếu thích go process go thì đấy, sửa ba cái co đi. Hiện tại là anh chỉ nhìn thấy ba cái lỗi thôi, anh chưa nhìn được nhiều lỗi hơn. Nha, tí sang city là mới nhiều lỗi. Thường là bởi vì bên T cái rất buồn cười đấy, em sen cao quá bị chuếnh. Đấy, cái rất buồn cười bên T là tại vì mọi người bắn rank ấy, thế là bắn với nhiều người lạ và cái rank thấp thì họ phối hợp chưa nhiều. Mà bản thân ông này còn biết phối hợp con mẹ rồi cơ. Bản thân ông này biết là phải flash cho đội đi chuối thứ là ok rồi. Bắn cũng từ từ, đéo cờ phi phi như mấy thằng chó ngu là anh đã là một điểm cộng rồi. Ôi, bắn ngắm à? Xe này bắn được ngắm không? Xe này vẩy của gì đó. Xem à? Để avatar civil đôi khi là ngắm được. Hai. Thằng kia phải kê không à? Cũng kỹ nhỉ? Ông em kỹ tính vãi luôn nhỉ? Ông em kỹ tính ấy. Ông em là người chơi kỹ tính ấy. Kỹ tính mà đéo bết là đỉnh. Nếu mà em kỹ tính nhà mà em không kiểu chơi kiểu bết thì đỉnh ấy. Mẹ, à, tệ rồi, anh cũng đéo thấy em bết, chơi đỉnh ấy. Tư duy thế là đúng ấy. Mắc nhà đen. Ui ui. Đấy, ui, cứ đặt tâm vào cổ nó bắn. Trong bên kia trông mãi. Được em ơi. Đấy, anh đổi sang city nhá. Sang city xem sẽ nhiều lỗi hơn đấy. Ông này dùng, ông Trung này bây giờ để ý là ông ấy dùng con fix simple luôn mà. Tâm simple luôn mà. Idol vãi. Super idol đế sao rồng vãi. Nghe lầu này. Hay. Uầy, được vãi. Được. Nhà em muốn lên rank cao thì em phải kiểu ví dụ nhá. Anh ví dụ này. Em bắn như này đúng không? Nhiều người sẽ nghĩ là à bắn như này ghê, nhưng có một cái vấn đề rất buồn cười đây ấy. Nó sẽ hình thành một cái thói quen rất là hâm của em là em cứ đẩy lên. Ừ, sẽ có trận em giết được hết. Có trận em chết. Đúng không?
Và khi mà em lên rank cao hơn thì cái lượt em chết nó sẽ nhiều hơn. Thật là bởi vì chúng nó bắt đầu biết nhá rồi, chúng nó bắt đầu biết P5 là em sẽ chết. Và thường ấy, ở rank thấp ấy, có thể nếu mà được, bọn em nên nên kiểu nói nhà nhỉ, nên chậm rãi hơn, bọn em nên tập bắn góc default nhiều hơn. Bởi vì khi mà lên rank cao ấy, thì bọn em sẽ bắn góc default rất là nhiều. Mà đến lúc lên rank cao mà kiểu bắn góc default không quen thì chỉ có ăn cứt thôi. Anh nói thật. Thế nên là đấy là một cái mà em nên sửa. Cái đấy em xem PvP là em biết mà. Khi mà em đặt một nửa như thế em sẽ bị nhìn thấy trước. À ui, em dầm vậy. Quả này mà em bắn chết 4 nữa thì thôi. Úi xời. À, 18 tuổi phản xạ nó phải lờ mau như thế chứ các bạn. Let's try. Biết dưới chân quả không biết rồi. Quả đấy lỗi anh em chung ạ. Em không biết là vì em đéo dùng hack. Em mà dùng hack em biết con mẹ nó ở dưới đấy rồi. Lửa Đức Vũ. Lần sau cứ ra ném thẳng cũng được, cần ném đập thế em ơi. Khi mà mình đã không ném được kiểu nghệ thuật thì anh ném kiểu bình thường thôi. Cần phải ném kiểu đập. Còn muốn ném đập thì tập thôi. Check cũng kỹ ai, là check ai. Zekida luôn em. Đẩy qua luôn à. Em mà đéo đẩy qua thì em đã phải người Việt rồi. Em phải đẩy qua luôn. Chứ em mới là dưới nan run. Đấy, mẹ. Đúng, xong rồi về smoke là đúng, không đi tiếp là đúng rồi đấy. Đúng, lựa chọn là đúng. Không, bạn này bắn cũng cẩn thận đấy, nó không kiểu bị hãm ấy. Nhìn nó không kiểu bị núp. Nói chung là nhìn là không giống bắn không núp rồi, 2000 tiếng rồi thì núp nữa. Nè, đéo hiểu tại sao này vẫn kẹt rank thôi. Nha, anh đoán ra rồi. Đấy, thứ nhất là ba điều mà em nói với anh, anh nói với em đấy là sen chuột này, đặt tâm này với cả nhá, chủ động check là em yếu. Cả một cái lỗi sai mà nên là em chọn nhầm bạn rồi, đi lên thì được anh.